Hello, chào các bạn đã quay lại clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình cùng theo chân hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phá án nha các bạn. Hải bây giờ đang đi chuẩn bị đi phá án vậy thôi. Rồi. Anh nói gì? Chưa để quay hết thì đồng xe phía đây. Đây. Thưa quý vị các bạn, là hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải chuẩn bị đi phá án nha các bạn. Đây là trên đường chuẩn bị đi nha các bạn. Bắt đầu lên đường nha các bạn. Đây là anh Hải nha các bạn. Bị lên đường nha các bạn. Đây là quán cà phê anh Hải hẹn ngồi nha các bạn. Bây giờ đi lên đường với thưa quý vị và các bạn, thì mình có trao đổi với anh Hải về cái vụ việc mà hôm nay mình cùng anh Hải đi săn bắt tội phạm này. Thì anh Hải có nói là một cái vụ việc và em này ảnh em cho người bạn mượn xe ở cùng người bạn hát luôn, là lấy luôn cái xe nha bạn. Thì mới gọi cho anh Hải và cầu cứu nhờ anh Hải đi tìm. Thì chúng ta cùng theo chân anh Hải để tìm lấy xe cho bạn này ha. Bye.
cứu nhà đi. Thằng mà thằng nào mới lo. Đây mới chết. Đây giống như nghĩ địa à. Bị thuốc luôn hả? Ờ, nó đẩy vô bị thuốc mới chết. Bị thuốc gì đi đường này luôn hả? Bị thuốc mấy? Nhưng mà đẩy bị thuốc mới chết. Không nhận thành mà cản đầu không cho đi. Quay. Nè này nghe máy đi. Má sạch sẽ thằng Đinh là đứt. Alo. Nè thằng Phú Ba đi. Nè thằng Phú Ba thằng đầu. Nhìn đối diện cho là không có ra luôn. Thôi, bây giờ mình đi kiếm chi? Ai? Nãy hẹn em mấy giờ vậy? Cái gì vụ gì? Alo. Sao vụ gì? Giờ này mày đi kiếm cô gì hả? Giờ này mấy giờ rồi? Anh nào hẹn? Anh nào hẹn kỳ vậy? Mấy bạn hẹn kỳ bao à? Hẹn tao hẹn hẹn buổi sáng, hẹn buổi sáng đến 10 giờ là tao hết kiếm khách rồi qua nha. Bây giờ ngày mai thôi lỡ gì? Không có lỡ gì hết, lỡ để chờ đi. Không có Nova này tính nhìn qua cái gặp quán cà phê chết chín. Cà phê chết chín. Rồi phòng cá ra pha để tránh nhìn qua đó chứ cái để cái không về thôi. Giờ có đi ngon. Rồi rồi đứng đây. Chừng nào không về. Chừng nào mới phước ba đổ đâu nữa phước rồi đổ nữa. Không có chưa đâu. Khu ba gì nằm đâu nè. Thì lại ở cái khu bao giờ. Rồi khó gà lắm. Đánh được. Đó đắp khu ba. Mỹ Phước rồi. Này như khu công nghiệp Mỹ Phước 3 phải không anh?
đây 446. Cảm ơn, có vụ gì vụ này tôi chỉ mẹ đó. Con vụ khác là tôi chỉ thì không biết rồi.